Tôi không sao, tôi cảm ơn hai cô. Vậy tại sao bọn chúng lại đánh anh? Bọn chúng đã bắt cóc cả gia đình tôi. Nhân lúc bọn chúng không để ý, tôi đã trốn được ra ngoài. Nhưng không may bị bọn chúng phát hiện và đuổi theo đánh đập tôi. Vậy anh có biết bọn chúng là ai không? Tôi cũng không biết bọn chúng là ai ấy. Vậy anh có nhớ nơi mà bọn chúng giam giữ gia đình anh không? Tôi nhớ. Được rồi, vậy anh cứ đưa chúng tôi đến đó. Được, các cô hãy đi theo tôi. Đi rồi. Đây là đường duy nhất để chúng ta có thể vào. Các cô, hôm nay đã đến đây để giúp tôi. Bước tiếp theo bắt chúng khai ra số hàng của chúng ta đang được giam giữ ở đâu. Bọn chúng cứng đầu lắm, em nghĩ bọn chúng không dễ dàng khai ra được. Sao chúng mày ngu thế, hiểu gì cách để cho chúng nó khai ra? Dạ vâng, bọn em hiểu đấy ạ. Nhớ đừng làm gì quá tay đến tính mạng của chúng nó, mau đi. Vâng ạ. Bọn chúng chưa dễ dàng đâu.
Chết rồi. Ừ, chúng ta vừa rời khỏi đây thôi.